bóng đi thiếu chính xác. Trận đấu Hoàng Gia Lai thiếu vắng Tuấn Anh bởi án phạt treo giò và họ gặp khá nhiều khó khăn. Ngọc Quang, Hồng Duy, sút bóng. Đó là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ và tỷ số được san bằng 1-1. Thủ môn Phạm Văn Phong đã có một thoáng giật mình với một cú sút ở một góc không hề dễ dàng chút nào cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhưng số 7 của anh Gia Lai vẫn có thể để lại dấu ấn. Tỷ số được san bằng 1-1 ngay ở phút thi đấu thứ hai của hiệp 2. Quá nhanh và quá nguy hiểm cho Hoàng Gia Lai với pha dứt điểm này của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng người gác đền của câu lạc bộ Sài Gòn ở tiếng này đã không thể làm chủ được tình hình.